Nữ mạng tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, lan ngoại chi ngưu, mưu cầu như ý, phú quý triền miên, tiền vàng ngập két năm 2023 nếu hữu duyên biết hết ba điều này. Hoan hỉ đón chào quý cô bác đang theo dõi chương trình Tử Vi Việt. Lần đầu tiên, xin gửi lời kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý cô bác thân mến, mỗi người sinh ra đều được gắn liền với một số phận. Có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ, nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình, tình duyên, và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua tiên tri tử vi và số liệu thần số học xưa thì có thể dự báo được số phận của một con người qua nhiều giai đoạn dài ngắn khác nhau. Vì thế mà ngày nay, việc xem tử vi đã dần trở thành thói quen của nhiều người. Đây là việc làm rất quan trọng, là cơ sở hạ tầng để bạn xây dựng những mục tiêu và kế hoạch trong tương lai. Thông qua kết quả tử vi năm 2023 này, bạn sẽ có được những hướng đi mới trong sự nghiệp lẫn tình cảm của mình trong thời gian tới. Không chỉ như vậy, tử vi còn có thể giúp bạn dự đoán trước những điều không tốt có thể xảy ra để giúp quý vị làm chủ mọi việc trên tất cả mọi mặt cuộc sống. Và để tìm hiểu cụ thể hơn về tử vi năm 2023, năm Quý Mão, Quý Thủy sinh Mão Mộc cho tuổi Quý Sửu Nam Mạng sinh năm 1973, năm nay 52 tuổi, xin mời quý vị hãy cùng với kênh Tử Vi Việt theo dõi phần luận giải tử vi 2023 chi tiết cụ thể ngay sau đây nhé. Một, thông tin cơ bản về tuổi Quý Sửu nữ mạng 1973, năm Quý Mão 2023. Tuổi Quý Sửu nữ mạng sinh năm nào, sang năm 2023 được bao nhiêu tuổi âm lịch, gặp vận niên gì, sao chiếu mệnh tốt xấu ra sao, xem ngay thông tin bên dưới. Năm sinh, năm 1973. Tuổi theo lịch âm năm 2023, 51 tuổi. Cầm tinh, lan ngoại chi ngưu, tức là trâu ngoài chuồng. Mệnh ngũ hành, tang đố mộc, tức là gỗ cây dâu. Vận niên, chư phùng hỏa, tức là heo gặp lửa, heo quay. Sao chiếu mệnh, La Hầu. Niên hạn, Diêm Vương. Xét theo góc độ tử vi chọn đời tuổi Quý Sửu nữ mạng, mạng này cát lợi vào mùa đông, cuộc đời năm tháng đầy rẫy những lo âu. Nhưng cứ mỗi năm đúng vào mùa đông thì lại có nhiều điều tốt, tình cảm vượng phát, cuộc sống quá nhiều khắt khe vào tiền vận, trung vận vẫn còn nhiều lao đao, hậu vận thì được an nhàn, nắm vững tài lộc. Cuộc đời có nhiều tươi vui về hậu vận. Sách xưa có ghi, mạng này số hưởng, thọ trung bình từ 59 đến 68 tuổi. Nhưng nếu như ăn ở ngay thẳng, hiền hòa thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Quý Sửu 1973 hay còn được gọi với cái tên là Lan Ngoại Chi Ngưu, tức là trâu ở ngoài chuồng. Năm sinh dương lịch, từ ngày 3 tháng 2 năm 1973. Đến ngày 22 tháng 1 năm 1974, năm sinh âm lịch, Quý Sửu, thiên can, quý, tương hợp, mậu, tương hình, đinh, kỷ, địa chi, sửu, tam hợp, tỵ, dậu, sửu, tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi, mạng tang đố mộc, tức là cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển. Ông tứ vi độ mạng. Quý Sửu với nạp âm hành mộc do can quý thủy ghép với chi sửu thổ. Thổ khắc nhập thủy bằng chi khắc can, thuộc lứa tuổi đời nhiều trở lực và nghịch cảnh ở tiền vận. Cũng có may mắn nhưng vươn lên được phần lớn là do nghị lực và sức phấn đấu của bản thân để vượt qua các trở ngại từ trung vận. Hậu vận an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp của ngũ hành giữa can và nạp âm. Sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Quý Sửu có đầy đủ tính chất của can quý, sống nhiều nội tâm, ngay thẳng, trầm lặng, mẫn cảm, gặp thời điểm hóa như rồng, chi sửu, cần cù, chịu khó, nhẫn nại và kiên trì, cầm tinh con trâu, suy nghĩ chín chắn trước khi hành động nên dễ đưa đến thành công. Có khiếu về kinh tế, tài chính và ngân hàng nên có một số thành công trong lĩnh vực này. Lộc tồn ngộ triệt nên tiền bạc khó tích lũy, song no đủ cả đời. Những người tuổi Quý Sửu 1973, mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi hoạt bát,
họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc. Thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu nữ mạng mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mà mình cho là đúng. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Tuổi Quý Sửu, thiên can mang chữ quý, có các sao Phá Quan, Cự Môn, Thái Âm, Tham Lang và Tứ Hoa, là người có nhiều tham vọng nhưng không dám đương đầu với sóng gió bởi bản chất hiền lành. Quý ông có sao Phá Quân và Hóa Lộc, muốn thành công thì phải cố gắng nhiều, vượt qua tiền hung hậu kiết và cần phải có chí tiến thủ mạnh để vượt qua khó khăn. Với thiên can mang chữ quý, ít ai phải vất vả cực khổ tấm thân. Nếu thuận sinh ban ngày vào hai mùa đông xuân, cuộc đời sung sướng, an nhàn, có người còn được cả vinh hoa phú quý vì có chỗ dựa vững chắc lâu dài. Nghịch sinh, tấm thân tuy không vất vả, nhưng gia đình tình cảm không yên, tiền bạc vào ra thất thường. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị khổ cực, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở khó khăn. Phải đi vào hậu vận, gia đình trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. 2. Chi tiết tử vi tuổi Quý Sửu năm 2023 nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi năm 2023 Quý Sửu nữ mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, nhâm cặp quý tương khắc, xấu, chủ về có sự thay đổi nhưng gặp khó khăn lúc ban đầu, kiên trì mới đạt thành quả tốt. Xét về địa chi, Sửu gặp Mão bình hòa, chỉ công việc bình ổn, tài lộc đủ ăn đủ tiêu chứ không quá dư giả. Xét về ngũ hành, Mộc gặp Thổ tương sinh, tài lộc có dấu hiệu tăng tiến nhẹ về cuối năm. Tiểu kết, trong năm 2023, tuy có kẻ xấu gây bất lợi, nhưng nhìn chung, công việc nữ mạng Quý Sửu khá là bình ổn. Chỉ cần duy trì việc cũ là cũng cảm thấy đủ đầy, ít phải nhọc lòng toan tính thay đổi. Khởi sự gặp khó lúc đầu, sau mới thuận. Tài lộc tuy có vượng hơn so với năm ngoái, nhưng chưa đến độ rực rỡ, gọi là đủ ăn đủ tiêu. Thứ hai, xem tử vi Quý Sửu năm 2023, nữ mạng theo sao hạn. Sao La Hầu hay còn gọi là Thổ Kiệt Tinh là một trong 9 cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể là nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng, không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt, mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền. Môn trung đổ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên như là. Đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau. Hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả, lao đao chẳng hiền. Đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao. Ăn ở ngay thẳng chẳng sang, rủi gặp nguy hiểm, ốm đau nhẹ nhàng. Phân tích kỹ lưỡng ý tứ của bài thơ đoán hạn về sao này, ta sẽ thấy sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn là nữ giới, có thể hao tiền, tốn của, ốm đau, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bạc bài, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh, thường mang tiếng, cãi vã, sinh ra buồn bực muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề, ta thấy rằng, năm gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính,
đề phòng ốm đau, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Sao La Hầu là một hung tinh thuộc hành kim, rất kỵ với cả nam và nữ mệnh, nhất là nam mệnh. Phàm là nam giới gặp La Hầu chiếu mệnh thì cực độc, gia trạch bất an, quan vận nghiêng ngả, cần đặc biệt chú ý tới bản thân mình hơn, tránh chuyện thị phi và các tranh chấp không cần thiết. Vì sao La Hầu thuộc hành kim nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thổ, bình hòa với kim, tương khắc với hỏa, mộc, sinh xuất với thủy. Do đó, sao La Hầu kỵ các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím, cam và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Sao La Hầu hợp với các màu thuộc hành thổ là màu nâu, vàng đất và màu thuộc hành kim là màu trắng, bạc, vàng ánh kim. Sao La Hầu kỵ nhất vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch, đây là hai tháng sao này tác họa mạnh nhất, theo niên hạn là Diêm Vương. Trong hệ thống 8 hạn luân phiên đối với các lứa tuổi thì hạn Diêm Vương là một hạn rất đặc biệt. Cái tên Diêm Vương này được hiểu theo hai ý nghĩa, có thể là sao Diêm Vương trong Thái Dương hệ, hoặc có thể là tên của một vị thần theo góc độ tâm linh, tín ngưỡng, thì thần này cai quản các linh hồn ở âm phủ. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn, thế nhưng nếu đau lâu, ắt khó qua khỏi, đặc biệt là đàn bà lâm sản, nạn sẽ vong mạng. Người đau ốm, nếu đau ốm không chữa trị hoặc chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Người còn lại, đây là một năm tuyệt vời với mọi người, nếu không mắc phải bệnh hoặc được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong. Theo ý tứ của hai câu thơ trên, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương, hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp phải nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh. Những người có kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý, điều trị, giữ gìn có thể vong mạng, về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác, khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào sung túc. Thứ ba, vận niên năm 2023 của tuổi Quý Sửu năm 1973, nữ mạng. Năm 2023 Quý Mão, tuổi Quý Sửu gặp vận niên Chư Phùng Hỏa. Chư Phùng Hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa, hay còn gọi là lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, bản mệnh làm nhiều điều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao. Bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn nên oán, vì vậy chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong vậy. Dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm. Trong năm gặp vận niên Chư Phùng Hỏa, bản mệnh nên chỉ làm công ăn lương, ngoài ra cần giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận. Đường công danh trong năm này, bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn, về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm năm nay rất tốt, đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã nữa. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn độc thân, sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Quý Sửu năm 2023, nữ mạng theo tuổi âm. Gặp phải Phạm Hoàng Ốc, đương số không phải lo lắng, bởi hạn này chủ yếu tác động đến vấn đề xây dựng nhà cửa. Nếu không có ý định này sẽ không sao, hoặc nếu có, nên tiến hành làm thủ tục mượn tuổi sẽ hóa giải được. 3. Đánh giá chung về tử vi Quý Sửu năm 1973, năm 2023 nữ mạng. Tử vi tuổi Quý Sửu năm 2023 nữ mạng khá cát lành, dù công việc bận rộn vất vả, lắm điều tiếng thị phi hơn,
nhưng bù lại đường số vẫn vượt qua tất cả. Đường tài lộc sáng, dù là làm công, ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều kiếm lời tốt, chi tiêu khá thoải mái, ít khi phải rơi vào cảnh nợ nần. Gia đạo hài hòa, đón tin vui về thêm con thêm cháu. Có điều sức khỏe giảm sút trông thấy, đề phòng tai nạn liên quan đến sông nước. Dựa trên những phân tích về mối tương quan giữa người tuổi Quý Sửu nữ mạng và lưu niên Quý Mão 2023 và hệ thống sao chiếu trong tử vi, Tử Vi Việt đưa ra những dự đoán hung cát cho người tuổi Quý Sửu nữ mạng trong năm 2023 về các khía cạnh cuộc sống như sau. Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Quý Sửu nữ mạng ở phương diện công danh sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để xen giữa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ, dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng bạn hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu như bạn dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2023. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, bạn đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Xem tử vi năm 2023 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Quý Sửu nữ mạng chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2023. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá là nhiều, đôi lúc còn ập tới, khiến cho người tuổi Quý Sửu nữ mạng choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu như bạn làm theo. Chỉ cần bạn bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tuổi Sửu thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của mình. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Quý Sửu nữ mạng. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Cơ hội không thiếu, nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên bạn vẫn cần thời gian để tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng bạn cũng đừng quá khắt khe, kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển, đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu như có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại, thư giãn đầu óc. Vì biết đâu, nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến cho bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử cho đôi bên cơ hội xem sao. Với người đã có đôi, năm 2023 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và sẻ chia với nhau
để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh những vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao Quả Tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất chiếu mệnh nên giữa hai vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu nữ mạng trong năm 2023 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao Dịch Mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi, giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại pin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. 4. Xem tử vi tuổi Quý Sửu, nữ mạng 12 tháng năm 2023. Đây được dự đoán là tổng quát về vận hung cát xuyên suốt 12 tháng năm 2023 cho người tuổi Quý Sửu nữ mạng. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng riêng, sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu nữ mạng có thể phải đối mặt với những áp lực nhất định. Những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên khiến cho bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến, nhưng chi tiêu cũng tăng lên. Nếu không căn kè và quản lý tiền bạc hợp lý, bạn rất dễ gặp áp lực cả về mặt tài chính. Tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Bù lại, cung đào hoa trong tháng rất rộng mở. Con giáp này nếu còn độc thân, dễ gặp được người khác phái phù hợp với yêu cầu của bản thân. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau. Tử vi tháng 2 âm lịch. Đây là tháng tuổi Quý Sửu nữ mạng có thể chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế. Tài chính eo hẹp nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng. Đặc biệt, con giáp này chớ nên tham gia đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định. Có hung tinh nhập mệnh, Sửu có thể bị va quệt, tai nạn, thương tổn thân thể. Tháng này cũng nên chú ý lời nói và hành động kẻo gây ra xô xát đánh nhau. Tử vi tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 năm 2023, tuổi Quý Sửu nữ mạng chưa có nhiều sự đột phá trong công việc, cạnh tranh vẫn khá cao. Bạn phải tự thân vận động và nỗ lực nhiều hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Đối thủ cũng có thể gây ra nhiều bất lợi, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát. Nếu có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ, có như vậy mới không bỏ lỡ những cơ hội có lợi cho mình. Tháng 4 âm lịch. Vận trình của tuổi Quý Sửu nữ mạng đã có nhiều sự tăng tiến hơn trong tháng này. Các dự án hợp tác, đánh giá chất lượng đều gặp nhiều thuận lợi. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp đem đến cho bạn không ít cơ hội ngon ăn. Những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của quý nhân, đạt được điều mà mình mong muốn. Tháng 5 âm lịch, bạn sẽ vẫn giữ được phong độ phát triển từ tháng 4 trước đó, nhưng sẽ không còn suôn sẻ một bề như trước bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để bạn dễ dàng vượt mặt. Tháng này tuổi Quý Sửu nữ mạng có thể thấy cơ hội không chỉ còn dành riêng cho mình. Điều này đòi hỏi bạn phải tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để không đánh mất lợi thế. Cũng trong tháng này, bạn có thể sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, có thể là vấn đề liên quan tới gia đình hoặc các chi phí sinh hoạt. Về tình cảm, tuổi Quý Sửu nữ mạng đón đào hoa trong tháng 5, dễ có những cảm xúc ngọt ngào đáng nhớ. Người độc thân cũng gặp được người phù hợp, nhiều điểm chung. Tháng 6 âm lịch, tuổi Quý Sửu nữ mạng có thể vấp phải những biến động trong sự nghiệp. Rất tiếc, đều theo chiều hướng tiêu cực. Công việc của bạn không quá suôn sẻ, nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh gây ra. Thậm chí, bạn có thể gặp phải xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan tới bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị trường biến động hay bị tiểu nhân lừa lọc. Con giáp này vẫn có những cơ hội kiếm tiền trong tháng này, nhưng không quá rõ ràng. Nếu như bạn chủ động tranh giành thì sẽ có phần thắng, nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được thì ít mà thua lỗ thì nhiều. Tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 năm 2023, tuổi Quý Sửu nữ mạng đón đào hoa ngập lối, chuyện tình cảm có những bước tiến bất ngờ. Dù là người độc thân hay người đã có đôi thì hãy cứ chuẩn bị cho những tin vui trước mắt.
Không chỉ tình cảm, phương diện tài lộc cũng có thu hoạch nhất định. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tháng 8 âm lịch. Nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Các dự án đòi hỏi có sự hợp tác cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng. Hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi. Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Quý Sửu cũng có những dấu hiệu rộng mở trong tháng, có thể giải quyết được một số khúc mắc từ trước đó. Nhiều người có mở rộng mối quan hệ, giao lưu kết bạn nhiều hơn và gặp được những người có chung ý tưởng. Tháng 9 âm lịch. Tuổi Quý Sửu nữ mạng có thể khá là đau đầu khi chưa tìm ra được cách giải quyết cho những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn, hiệu suất có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Bù lại tháng này mặt tâm lý của tuổi Sửu cũng trở nên vững vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ không còn là nỗi dằn vặt với bạn. Con giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân. Tháng 10 âm lịch, tuổi Quý Sửu nữ mạng nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng 10. Có như vậy bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi cơ hội tới nhưng bản thân bạn lại chưa đủ năng lực để đón nhận, cuối cùng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực mình không chắc chắn đầu tư. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng lớn hơn rất nhiều. Tháng 11 âm lịch, đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ đối với tuổi Quý Sửu nữ mạng, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao cũng sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà mơ đạt được lợi nhuận cao, trong khi bản thân không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến các rắc rối không đáng có. Tháng 12 âm lịch. Tháng này Sửu có tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại những quy định nghiêm ngặt nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên, nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên chơi bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất nhất định. Vẫn trên đà khởi sắc, 2023 sẽ là năm mà người tuổi Quý Sửu nữ mạng gặt hái được khá nhiều thành công, cả ở trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung, đường số được quý nhân phù trợ, vượt qua khó khăn dễ dàng. Dưới đây là cách hóa giải những vận xui trong năm 2023 ở các phương diện. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn cả, bởi có dịch mã động tinh thôi thúc, bản mệnh thường xuyên phải đi xa, như công tác, du lịch, đi học nâng cao. Có sức khỏe là có tất cả, Sửu hãy luôn nhớ đến điều này trong năm tới. Về công việc, có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè hoặc tự mình khởi nghiệp. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự kẻo lỡ thời cơ. Về tiền bạc, năm tài khí vượng, tiền kiếm được nhiều nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể. Đường số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, như thế mới dễ tìm được người ưng ý. Nên hạ bớt cái tôi xuống thì tình duyên bớt trắc trở. Với các cặp vợ chồng đang có ý định sinh con vào năm 2023, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ, dễ thu hút cát khí hơn. Quý vị thân mến, khi nhìn đời bằng một đôi mắt thiền, ta thấy nỗi bi thương đằng sau cơn giận, thấy trí tuệ đằng sau sự im lặng. Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện, có rất nhiều người, nghe như thế, nhìn như thế mà không phải là như thế. Ẩn sâu bên trong một con người khó chịu là một người đã từng phải chịu đựng tổn thương tổn. Ẩn sâu bên trong một con người lạnh lùng là cả một tâm hồn trống rỗng cô đơn. Và sâu bên trong một con người thích sự im lặng
là một người có rất nhiều bộn bề suy nghĩ. Chỉ khi ta nhìn đời bằng một đôi mắt thiền, ta mới hiểu và thương những sinh linh trong dòng đời này, cũng là buông bỏ cho mình gánh nặng phán xét và định kiến. Dòng đời vạn biến. Trên đây, Tử Vi Việt đã gửi tới cho quý vị toàn cảnh tử vi tuổi Quý Sửu nữ mạng năm 2023, đầy đủ các khía cạnh cuộc sống. Chúc bạn và gia đình năm mới Quý Mão ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Để chủ động hơn cho các kế hoạch hay dự định quan trọng, tuổi Quý Sửu nữ mạng đừng quên theo dõi Tử Vi Việt hàng ngày, hàng tuần, tử vi hàng tháng và tử vi trọn đời của mình nhé.